Kính chào bà con. Hôm nay chạy trùng quế Hai Ngôn, Bình Tân, Vĩnh Long. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả bà con nông dân. Thì hôm nay tôi đi vào cái miếng vườn hữu cơ của tôi. Thì hôm nay cái chủ đề của cái đoạn video nó như thế này, là cái chủ đề đoạn video là cùng nông dân ra vườn. Thì hồi lúc tôi làm ruộng thì bà con mình làm ruộng thì mình cùng nông dân ra ruộng ha, đi ra ruộng, đi ra đồng. Còn cái này mình làm vườn thì cùng nông dân đi ra vườn. Thì bà con thấy cái vườn mãng cầu của tôi, vườn mãng cầu này là vườn mãng cầu xài toàn là bằng cái phân hữu cơ trùng quế nha bà con. Ở phía bên kia thì cái vườn cây sầu riêng. Thì hôm nay tôi chia sẻ một cái đoạn video ngắn như thế này. Thì cắt tàn rửa nhánh cho cái vườn cây mãng cầu, thì tôi rửa những cái nhánh vô hiệu, tôi chừa lại những cái nhánh hữu hiệu, để khi cái cây mãng cầu của tôi được 5 rưỡi thì tôi bắt đầu tôi cho nó có trái bói. Thì hôm nay cái cây mãng cầu của tôi nó sắp tròn 1 năm rồi, cho nên tôi đã mạnh dạn tôi vô tôi rửa nó. Thì bà con thấy đây ha, tôi đi dài dài tôi chia sẻ cho bà con. Thì cái cây mãng cầu thì mình không có cần nó cao lắm nha bà con, nó thấp thấp như vậy được rồi. Thì cũng có một số mấy chú mấy bác ở bên cái nông trường sông Hậu của thành phố Cần Thơ mình á, cách nay mấy hôm tôi có qua bên nông trường chơi thì mấy chú đó cũng chia sẻ. Thì mấy chú nói cây mãng cầu mình nên cắt nó cho nó thấp đi, để những cái tàn nhánh của nó sàn ngang ra, nó sàn ngang nữa mình dễ chăm sóc, dễ bao trái, dễ chăm sóc. Còn nếu mà cái cây mãng cầu của mình để nó cao quá thì thứ nhất nó bị ảnh hưởng cái gió, nó dông gió vào cái mùa mưa thì dông gió nó sẽ dễ gãy đổ. Đó, bà con thấy cái sầu riêng tôi ha. Thì cái vườn này thì nói chung tôi sử dụng bằng cái phân trùng quế khoảng 80% cái phân hữu cơ trùng quế, còn lại khoảng 20% thì tôi có xài cái phân hóa học. Là có một số bà con thì kêu cái phân vô cơ, thì xài cái phân hóa học để cho nó đủ đạm lân kali, đủ chất dinh dưỡng để cho nó phát triển cái cây nó được toàn diện nhất. Bà con thấy tôi quay chậm chậm thôi cho bà con thấy cái đọt mãng cầu nè, nó rất là tốt, bà con thấy ha. Ở trong cái thân mình phải rửa cho nó chống chống như nè, cho nó thoáng nha bà con, để cho nó hạn chế được cái sâu. Thì đa số cái cây mãng cầu là nó bị sâu ống, bị sâu ống, nhưng nó bị con rệp sáp. Thì nhưng điều tôi trồng cái này nó khoảng gần năm rồi tôi chưa thấy con rệp sáp nữa chứ, tôi không thấy rệp sáp nào hết. Thì bà con thấy nè, cái đọt nó như vậy thì rệp sáp sao được ha, đây nè bà con thấy nè. Thì bà con nào có nuôi bò đồ này kia, bà con nuôi bò nuôi dê thì tôi khuyến khích bà con nuôi thêm cái con trùng quế nha. Tại vì con trùng quế nó giống như cái nhà máy sản xuất cái phân bón hữu cơ cho mình vậy đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó giảm thiểu được cái môi trường, mùi hôi, chuồng chạy để vòng vòng gần cái nhà của mình đó. Thì bà con xem nè, cái bờ bên đó là tôi đã cắt cái đọt cái mãng cầu xong rồi ha, cái bờ bên đó. Thì hôm nay tôi tiến hành tôi cắt cái bờ này. Thì bà con thấy cái cây mãng cầu nó gần giáp năm thì nó cũng có bông như vậy nè, bông gió nè bà con thấy nè ha, nè đó, bà con thấy nó có cái bông gió như thế này ha. Thì chắc tôi nghĩ là 5 rưỡi cái mãng cầu này nó sẽ có trái được nha bà con. Thì tôi cũng ráng chăm sóc 5 rưỡi coi có trái được không. Thì bà con nào thấy những cái đoạn video như thế này nè, có thấy hay hay thì tôi xin bà con một like.